Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 12 tháng 12. Bên em xin gửi mọi người video số 286 là một số cây cần chất liệu là phíp, gồm có cần 1 khúc, 2 khúc và cần súp. Shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Hàng thì mọi người mua hàng của bên em là được bao phí vận chuyển nha mọi người. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cái mã hàng cho mọi người theo dõi nha. Đầu tiên sẽ là mã D21 nha mọi người, D21 là một cặp cần. Cặp này thì dài là 1,5 m và 1,65 m. Hai cây cần 1,5 m và 1,65 m. Cái 1,5 m là cây 1,5 m đây mọi người. 1,5 m. Cây này phù hợp cho mọi người câu tôm, câu cá nhỏ nha mọi người. Đây, đọt rất là dịu luôn. Đọt này giống như là đọt sợi thủy tinh nha mọi người. Đây, cái đọt nó lớn nhưng mà nó rất là mềm. Đọt là 2 ly, nặng là 170 g. Bát là bát Fuji FS6. Khoen của nó thì nó là khoen dạng khoen inox nha mọi người. Bu là bu dạng inox luôn. Chỉ có cái khoen đề ba của nó thì nó là khoen đá sứ thôi. Và cái lóng ngọn, lóng gốc của nó thì không có khoen, nó chỉ có khoen ở phần ngọn. Cái này nó nặng 170 g. Và cây dài này dài là 1,65 m. Hàng nội địa Nhật, cây này của hãng Olympic. Cây này bát là bát vặn inox, khoen của nó là khoen đá sứ. Dài 1,65 m. Đọt là 1,7 l và nặng là 170 g. Cây này độ cứng khoảng 15. Độ cứng tầm khoảng 15 nha mọi người. Và cặp cần D21 có giá là 300. 300 là được bao ship nha mọi người. D21. Tiếp theo sẽ là một cặp D22. Dài 1,3 m và dài 1,6 m. 1,3 m. 1,3 m thì là cây 1 khúc. 1,3 m là cây 1 khúc này mọi người. Bát của nó là bát Fuji FS6, dài 1,3 m. Hàng Trung Hàn Quốc xuất Nhật. Khoen đây mọi người, khoen của nó là khoen đá sứ. Bu. Đọt 2 ly, nặng 100 g. Cây này độ cứng nó khoảng 30 40. Và cây thứ hai là dài 1,6 m, 2 khúc. Cây này thì nó là dạng trúc thật. Trúc thật rồi người ta thiết kế nha mọi người. Sơn mài, có một cái khoen ở ngay cái gốc. Bát của nó là bát Fuji FS6. Và đọt của nó thì khoen là khoen inox. Cây này thì nó tháp đọt. Tháp đọt thì không biết cái đọt này là có phải đọt bằng trúc không nha mọi người. Đọt 1,6 l nặng 100 g. D22 giá 400. D23 là một cặp nha mọi người. Cặp cần phíp đặc. Phíp đặc nha mọi người. Dài 1,4 m và 1,5 m. Cây này thì dài là 1 m của hãng Tiga nè mọi người. Dài 1,5 m. Còn cây màu xanh này thì nó bị hụt 10 cm rồi mọi người. Đây. Cây này là nó bị gãy nha mọi người. Nó bị gãy nè. Rồi em để nguyên cái khoen luôn rồi. Mọi người về thay đầu bu lại xài nha. Không thì em... mọi người nói em thay đầu bu cho nha mọi người. Cây này nè. Nó bị gãy mất 10 cm nha. Và cần này là cần đặc. Cần phíp đặc. Đọt là 1,5 l. Cây 1,4 m á mọi người. 1,4 m nè. 1,4 m là 1,5 l. 1,5 m là 1,9 l. Nặng 120 g. Và 140 g nha mọi người. Đây. Cái cây màu xanh này á là đọt 1,5 l.
Còn cây này, cây màu đỏ nè, màu hồng, màu cam á mọi người, là đọt 1 ly 9 nha mọi người. D23, giá cái cặp này là 250 nha mọi người. Khoen của nó là dạng khoen đá như thế này nè, khoen đá. Bát này mọi người. Tay cầm là bằng gỗ. D23 giá 250. Tiếp theo là D24 là một cặp dài 1m65 và 1m67. Bát là bát Fuji. Bát Fuji nha mọi người. Không biết bát này như là không phải Fuji mọi người. Sao ở đây nó lạ quá. Không giống Fuji mọi người. Ở đây thì nó bị hơi bị ra ten của cái phôi cái bát đó mọi người. Cái bát này ra chỗ đây nó hơi bị rỉ. Chiều dài em đo là một cần là dài 1m65 và một cần dài 1m67 mọi người. Cần này là nó dạng nó cũng bị hụt đọt rồi nha mọi người, bị hụt đọt rồi chứ không có còn nguyên bản nha mọi người. Khoen nó đây mọi người. Giáp đặt, cái này là nó giáp đặt, hai cây đều là giáp đặt hết và cần là cần một khúc. Khoen là khoen của hãng. 1m65 thì đọt 1 ly 9, 1m67 thì đọt 1 ly rưỡi nha mọi người. Đây, độ cứng cây này tầm 20 thôi. Có tháp đặt, có tháp hai đoạn luôn, đoạn màu trắng và đoạn cam ở trên này nha mọi người. Và nó nhẹ là 120g. D24. Rồi, nguyên cặp này để cho mọi người 250 nha, vì câu giải trí nha mọi người. D24. Tiếp theo là D25. Một cặp cần, cần này cũng là dạng cần phíp đặt, dạng cắm gốc mọi người. Hai khúc nha. Nhưng mà cái cây màu xanh này thì nó cứng quá, em không có rút ra được. Đây, cái dạng nó như thế này nè mọi người. Nó là dạng phíp đặt, phíp trắng như thế này. Dài là 1m7. Cái này dài thực tế là 1m8, cứng 50 nhưng mà nó bị hụt rồi nha mọi người. Đây, nó bị gãy xuống rồi, thay đầu bu rồi nha mọi người. Tháp đặt. Khoen thì cũng còn ok nha mọi người. Về câu thì rất là ok luôn. Hoặc là về mọi người chế lại xài ha. Cần đặt. Đọt 2 ly 4 và nhẹ là 220g nha mọi người. Đây, bát là bát hãng nè. Cần này của hãng hãng Promarine. Phíp trắng, phíp đặc nha mọi người. Đặc toàn thân luôn. Và cặp D25 nha mọi người, đều là dài 1m7. Và cái màu xanh này là dài là 1m7 và đọt nó là 2 ly 3, cũng của hãng Promarine, dài là 1m4. Dài 1m7, em xin lỗi, độ cứng là 50 nha mọi người. Khoen này cũng còn đẹp nè, cây này khoen đẹp nè mọi người, nhưng mà nó không có rút được nha, nó cứng quá em không rút ra được nha mọi người, lâu ngày quá sao nó kẹt ở trong đó rồi. Nên nó là một khúc. Và cái cặp cần này nha mọi người, đây, cặp D25 dài 1m7 này có giá là 450. Hàng là được bao ship và mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán ha mọi người. Tay cầm của nó là bằng mút. Rồi tiếp theo là một cây cần lưu D26 lưu phíp dài 1m8, cây này của hãng Alpha Tico. Độ cứng của nó là nó lưu là từ 1/16 đến 3/8 OZ, line là 4/12 LB. Cần của hãng Alpha Tico Sunday Spin. Bát là bát của hãng, tay cầm là bằng mút, khoen là khoen Fuji. Khoen là khoen Fuji phíp nhưng mà khoen Fuji nha mọi người. Và nhẹ là 100g, đọt 2 ly 1, D26, giá là 250, bao ship nha mọi người. Tiếp theo là một cặp D27, dài 1m2 và 1m4, cần một khúc. Một khúc, cây 1m2 nè mọi người, 1m2 là cây dài 1m2 và chỉ có một khúc thôi. Khoen của nó đây mọi người, khoen đá sứ nha. Tháp đặt. Cái này nó cũng tháp đọt đặc và bát của nó là bát của hãng Haibo. Hơi bị trầy xước một xíu nha mọi người. Cần này dạng giống như là cần bè nè. Đọt 1 ly 9. Cái này độ cứng khoảng là 20 thôi nha mọi người. Nhẹ 100g.
và cây 1m4. 1m4 là của hãng Tiga. Cây này chiều dài trên cành là 1m5 mà bị hụt mất 10cm. Khoen đá sứ. Độ cứng thì cây này độ cứng tầm 20-25. Cần đặt. Cần này là cần phíp đặt. Tay cầm là bằng gỗ. Bát hãng. Cặp D27 giá 300. Tiếp theo là D28 ha mọi người. D28 là một combo gồm có 4 cái cây cần như thế này, 4 cây cần đặt luôn, nó cũng là dòng phíp đặt. Chiều dài là 1m65 của hãng Asias 10120. Khoen là khoen inox như thế này. Cần này là dạng 2 khúc nhưng mà cái nó cứng quá mọi người, cũng lâu không ra luôn. Đây, nên bây giờ nó là 1 khúc ha mọi người ha. Nó cứng quá nên là mình không có lấy ra được. Đây mọi người, nó là màu cam. Và khoen nó cũng như đầu bu là nó là thiết kế inox, không có lỗi sứ. Bát là bát nhựa. Đọt là 2 ly 3, nặng là 120g. Cái này thì độ cứng của nó thì cũng khoảng tầm 20 thôi nha mọi người. Đây, thì mọi người có thể chế lại cần xài hoặc là xài cần này cũng được. Bát của nó là bát nhựa. Tay cầm bằng nhựa. D28. Rồi, 4 cây này. Giá là 400. Bao ship nha mọi người. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu một số cây cần rút. D29. Chiều dài là 3m3, độ cứng là 25. 2K KKH. Bát là bát của hãng nha mọi người. Khoen này mọi người, khoen đá sứ. Đọt 1 ly 9, nặng 280g, thu gọn là 76cm, dài 3m3, D29. Ngoại hình thì cũng còn đẹp. Khoen ở đây thì nó cũng lai khoen nha mọi người, có khoen thì Fuji, còn có khoen là khoen không phải Fuji. Đây có một cái khoen là đá là Fuji nè. D29 giá 300. D30 dài 3m. Cái này của hãng Arcros. Bát Fuji FS6. Cần dạng súp lở. Đọt 2 ly 7, nặng 230g. Độ cứng tầm 25. Ngoại hình cũng còn đẹp nha mọi người. D30 giá 300. D31 dài 3m6, hiệu Casting Mace của Hàn Quốc xuất Nhật. Độ cứng DX, đọt 3 ly. Cây này độ cứng tầm 27 mọi người. Bát Fuji FS7. Cần nó là phôi nó là màu đen. Bát là bát Fuji, khoen Fuji gặp. Khoen cái mình gặp được nha mọi người. Đọt 3 ly. Nhẹ 320g. Đọt nó là đọt trắng, thân đen. Khoen cái là khoen gập. D31 giá 360.000. D32 mọi người, một cây cần 3m6 của hãng Daiwa Superpower. Hàng nội địa Nhật, bát Fuji FS7. Đọt 2 ly rưỡi, độ cứng tầm 20-25. Khoen cái mình cũng có thể gặp nha mọi người. Cần này nặng là 460g, dài 3m6, D32. Giá cây này là 370.000. D33, một cây 3m6 của hãng Ryobi mọi người. Subkin, Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này thì ngoại hình nó có bị dính keo rồi, nó hơi nứt ở cái phần này nha mọi người. Bát Fuji FS7. Ở đây thì nó dính băng keo. À, mọi người về vệ sinh lại giùm em ha, kỹ vệ sinh lại là xài ok thôi. Và cái bát này á, là bát Fuji F7 rồi mọi người. Khoen đề ba là khoen Fuji và có thể gặp được. Đọt
đọt là 31. Độ cứng cây này tầm 30. Đọt rất là lớn nha mọi người. Có bị hơi trầy xước xí nha mọi người. Nặng là 390g, D33, giá 360.000. Một cây cần súp lở. Một cây cần súp 36 nha mọi người. D33. Tiếp theo là D34, là dài 3m9 mọi người. 3m9, cây này là của Daiwa. Daiwa phíp đỏ, hàng nội địa Nhật. Bát Fuji FS7, tay cầm của nó được quấn nhợ như thế này. Fan đề ba của nó là gặp được. Và đọt cây này là 26 mọi người. Độ cứng thì khoảng là 25. Đọt của nó là đọt màu trắng. Phôi là phôi phíp đỏ trong. Hàng là bao lỗi. Và mọi người kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền giùm em nha. Nhẹ 480g, D34 đó mọi người. Cần cũng còn rất là đẹp nha. Giá là 400. Tiếp theo là một cây cần súp D35, dài 4m2, của hãng Ryobi. Ryobi nha mọi người, dài 4m2. Bát Fuji FS7, cần rất là chắc chắn, tay cầm được quấn nhợ. Khoan đề ba của nó, khoan cái mình cũng có thể gặp nha mọi người. Đọt 31, độ cứng cây này khoảng 30 á mọi người. Cũng tầm 30 nha mọi người. Màu nâu. Khoan cái mình cũng có thể gặp nha mọi người. Ngoại hình cũng còn tương đối, có bị trầy xước sơ. Có bị trầy xước nha mọi người. Nặng 560g, dài 4m2, D35. Giá là 450.000. Giá là để được bao ship nha mọi người. Mọi người được kiểm tra rồi thanh toán tiền ha. D36. Bây giờ em sẽ giới thiệu D36 mọi người. Một cây cần Bisway Procast, dài 4m5, Bát Fuji FS7, màu đen như thế này. Đọt 2 ly 6, độ cứng tầm 25. Đọt màu trắng. Khoan là khoan Fuji và khoan cái gặp được nha mọi người. Ở đây thì cái lóng thứ hai từ góc đi lên thì nó hơi có bị trầy nha mọi người. Đây mọi người, nó là màu đen nên là nó trầy cũng thấy ha. Nặng là 490g, D36 mọi người. Giá là 450.000. Tiếp theo sẽ là D37, cũng là một cây cần súp dài 4m5 của hãng New Forest. Cây này của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Trung Quốc Big Getter. Bát Fuji FS7. Khoan Fuji. Khoan cái gặp nha mọi người. Cây này cũng còn đẹp. Đọt 2 ly 8, độ cứng tầm 25-27. Cây này còn đẹp. Phôi màu trắng kem. Phôi đẹp nha mọi người. Cây này nói chung nhìn chung còn đẹp lắm. Còn đẹp. Trầy xước ít. Bên ngoài thì nó hơi ngã màu xíu nha mọi người. Nặng là 540g, dài 4m5, D37. Giá là 450.000. D38, một cây cần 4m55 của hãng Daiwa. 4m55, độ cứng 35 luôn mọi người. Độ cứng 35, thu gọn 103cm. Power cast. Khoan là khoan Fuji, khoan cái gặp. Đọt. Độ cứng 35. Đọt 2 ly 7 nha mọi người. Đây, đọt 2 ly 7. Phôi thì hơi bị trầy xước nha mọi người. Có bị trầy xước. Nặng 700g. Cây này phôi dày, phíp này là phíp đỏ. Phôi này như phíp đỏ mọi người. Đây, phíp đỏ nha mọi người. Cần này là cần Daiwa phíp đỏ. Phíp đỏ thì độ đàn hồi tốt. Thường thì rất là nhiều anh cần thủ thích phíp đỏ ha. Dòng này là dòng phíp đỏ của Daiwa. D38 giá 470.000.
D39 cũng là một cây đai hoa luôn mọi người, giống như cây 38, dài 4m55, cũng độ cứng 35, phíp đỏ luôn nha mọi người. Bass Fuji FS7 à, đây cái đây cái bass này nó bị rớt cái gài rồi, mọi người lấy thì em gắn cái gài vào nha mọi người. Cái bass này thì có cái gài, mình sẽ gắn vào ha, nó bị rớt rồi. Đây nó có hơi bị dính đất xíu nha mọi người, vì mọi người chịu khó vệ sinh lại là nó sẽ đẹp thôi. Cái này cũng lau chùi sơ thôi. Đọt 2.8 mọi người, độ cứng ở trên cần nó để là 35 nha mọi người, độ cứng cao lắm. Cái này đẹp hơn cây 38 còn đẹp hơn nha mọi người, cây xước ít hơn. Phíp đỏ sang cái mình gặp được luôn nha mọi người, nặng là 700g. D39 giá 490.000. Tiếp theo đây mọi người, D40, một cây cần dài 4m rưỡi. Cây này cũng là cây của hãng Daiwa, phíp đỏ, dài 4m rưỡi, hàng nội địa Nhật, bass Fuji FS7. Tay cầm ở đây nó quấn nhợ lên tới cái bass luôn nha mọi người. Khoan đề 3 mình gặp được. Và đọt cây này cũng lớn mọi người, 3.3 ly, độ cứng khoảng 30. Ở đây thì cái phần khoan này á mọi người, nó hơi trồi lên ha, thì mình đóng xuống được nha mọi người. Cái này thì khoan cái mình gặp được, rất là gọn luôn ha mọi người. Phíp đỏ đai hoa, hàng nội địa, D40 mọi người, giá là 470.000. 470.000 nha mọi người, là giá đã được bao ship và mọi người được kiểm tra rồi thanh toán tiền ha. Mọi người mua hàng thì gọi điện giùm em nha. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em.